Trong chương trình MU Lào Cai số này, mời các bạn cùng đến thăm một ngôi trường nằm ở phía nam thành phố Lào Cai, đó là trường Trung học cơ sở Bình Minh. Từ một phân hiệu của trường cấp 2 Cam Đường, năm học 1994-1995, trường được chia tách và thành lập với tên gọi là trường Trung học cơ sở Soi Chiềng thuộc xã Cam Đường. Đến năm 2006, trường Trung học cơ sở Soi Chiềng được khởi công xây dựng tại tổ 22 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Năm học 2007-2008, trường Trung học cơ sở Soi Chiềng được đổi theo tên của một cán bộ lão thành cách mạng, trở thành trường Trung học cơ sở Bình Minh hôm nay. Qua các giai đoạn, các năm học, chất lượng giáo dục của nhà trường có chuyển biến nổi bật, đạt được nhiều thành tích trong hoạt động dạy học. Trong 5 năm gần đây, nhà trường có 19 lượt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học 2020-2021, trường có 7 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố, 3 học sinh đạt giải thi toán và tiếng Anh qua mạng, cùng nhiều giải thể thao, nghiên cứu khoa học khác. Năm học 2021-2022, nhà trường có tổng số 23 cán bộ giáo viên nhân viên và 349 học sinh với 8 lớp học. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của các bạn học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Bình Minh trong chương trình Em yêu Lào Cai ngày hôm nay. Thanh Tùng và Thúy Anh xin được chào đón toàn thể quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh đang đến với chương trình Em yêu Lào Cai năm 2021. Và các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ được cùng gặp gỡ và cùng đón xem phần tham gia dự thi của các bạn học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Bình Minh, thành phố Lào Cai. Và tất cả chúng ta sẽ cùng chờ đón những phần thể hiện vô cùng xuất sắc của tất cả các bạn học sinh của 3 đội thi sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Và các bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chờ đón qua các phần thi của chương trình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên, phần thi Bạn có biết. Phần thi Bạn có biết. Ở phần thi này, mỗi đội sẽ có 2 phút để trả lời bộ 20 câu hỏi liên quan đến lịch sử văn hóa xã hội của Lào Cai. Sau khi nghe câu hỏi, các bạn đưa ra đáp án của đội mình. Nếu không có đáp án, các bạn có thể bỏ qua để đến với câu tiếp theo. Tất cả các thành viên của đội đều có quyền trả lời, nhưng quyết định cuối cùng của mỗi câu trả lời thuộc về đội trưởng của đội. Điểm số ở phần thi này, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm, trả lời đúng liên tiếp 5 câu được cộng thêm 10 điểm, đúng liên tiếp 10 câu được cộng thêm 15 điểm. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đội thi đầu tiên. Đội thi đầu tiên sẽ tham gia phần thi Bạn có biết. Xin giới thiệu các thành viên của đội Ngôi sao nhỏ. Xin chào tất cả các bạn, nhóm tôi tên là nhóm Ngôi sao nhỏ. Tôi là Trần Khánh Duyên, còn đây là Hà Nhi, còn đây Phương Linh. Chúng tôi rất vui khi được tham gia vào cuộc thi Em yêu Lào Cai. Và đến đây chúng tôi với một tinh thần tự tin, đoàn kết và chiến thắng. Các bạn hãy ủng hộ nhóm tôi nhé. Yeah. Vâng, xin được hỏi các thành viên của đội Ngôi sao nhỏ, các bạn đã sẵn sàng để đến với phần thi Bạn có biết hay chưa? Dạ, nhóm chúng em đã sẵn sàng ạ. Vâng, các bạn đã sẵn sàng và bây giờ là thời gian 2 phút dành cho đội Ngôi sao nhỏ. 2 phút bắt đầu. Đảng bộ tỉnh Lào Cai thành lập năm nào? 1947 ạ. Chính xác. Thành phố Lào Cai có mấy cây cầu bắc qua sông Hồng? 7 cây ạ. 4 cây cầu. Huyện Bắc Hà nổi tiếng với món ăn nào? Phở chua, thịt trâu sấy hay măng chua? Phở chua. Chính xác. San Lùng là một loại rượu nổi tiếng của huyện Bát Sát. Rượu được sản xuất tại xã nào? Xã Bản Xèo. Chính xác. Ai là tác giả của ca khúc Hội Xuân Đền Thượng? Minh Sơn. Chính xác, nhạc sĩ Minh Sơn. Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt là nơi nào? Bỏ qua. Lũng Pô. Lễ cấp sắc của dân tộc nào? Giao. Chính xác. Lễ cúng thổ công của người Tày ở xã Trường Ken, huyện Văn Bàn được tổ chức vào dịp nào trong năm? Tết Nguyên Đán. Chính xác. Tết mừng chiến thắng của người Nùng Dín được tổ chức vào khi nào? Bỏ qua. Tổ chức vào dịp tháng 7. Tại Lào Cai, dân tộc Pa Dí sống tập trung ở địa phương nào? Bỏ qua. Sống tập trung ở huyện Mường Khương. Trống đồng Giao Phú, huyện Bảo Thắng được tìm thấy vào năm nào? 2019. Chính xác. Trên bộ trang phục của người Hà Nhì Đen ở Y Tý có điểm gì đặc biệt? Tóc giả. Chính xác. Nhà sàn là nhà truyền thống của dân tộc nào? Bỏ qua. Của dân tộc Tày.
Trong văn hóa của người Giấy, vươn giấy có ý nghĩa là gì? Một điệu hát. Chính xác. Bánh chưng đen là món ăn truyền thống của dân tộc Tày, trong đó có một loại nguyên liệu tạo nên sự khác biệt so với bánh chưng truyền thống, đó là gì? Bột than cái lúc lắc. Chính xác. Chợ phiên Pha Long, huyện Mường Khương được họp vào ngày nào trong tuần? Thứ Bảy. Chính xác. Lễ hội Gầu Tàu của người Mông được tổ chức vào thời gian nào trong năm? Bỏ qua. Tổ chức vào mùa xuân. Phường nào là cửa ngõ phía nam của thành phố Lào Cai? Bỏ qua. Phường Bình Minh. Lễ hội cầu làng Áy Lay của dân tộc nào? Bỏ qua. Vâng, đã hết thời gian. Các bạn thân mến, vừa rồi các thành viên của đội Ngôi Sao Nhỏ đã trải qua phần thi đầu tiên của Em Yêu Lào Cai năm 2021, phần thi Bạn Có Biết. Và các bạn ấy đã trả lời chính xác được 11 đáp án đúng. Xin chúc mừng các bạn. Vâng, và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần Bạn Có Biết của đội Fancy Punk, và không biết là các bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào và các bạn ấy sẽ trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi của chúng tôi. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội Fancy Punk. Xin chào tất cả các bạn, đội chúng mình tên là đội Fancy Punk, đến từ trường Trung học Cơ sở Bình Minh. Mình xin tự giới thiệu, mình là Như Quỳnh, học sinh lớp 9A2. Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Hằng, học sinh lớp 7A2. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ánh Tuyết, học sinh lớp 6A2. Đội chúng mình đến với chương trình Em Yêu Lào Cai với một tinh thần giao lưu, học hỏi, khám phá. Và chúng mình mong rằng sẽ học được nhiều điều thú vị từ chương trình này. Các bạn hãy ủng hộ cho đội mình nhé. Xin chào. Vâng, và ngay bây giờ sẽ là thời gian 2 phút dành cho đội Fancy Punk. 2 phút bắt đầu. Bia là thức uống truyền thống của người Hà Nhì ở Y Tý. Bia được làm từ nguyên liệu gì? Gạo nếp. Chính xác. Màu sắc chủ đạo trên bộ trang phục của người Nùng Dín ở Mường Khương là màu gì? Màu tràm. Chính xác. Thằng bé Cù Mài là truyện ngắn của tác giả nào? Mã A Lệnh. Chính xác. Thung lũng ruộng bậc thang Thề Pả thuộc huyện nào của tỉnh Lào Cai? Bỏ qua. Huyện Bát Sát. Bánh xốp là loại bánh truyền thống của dân tộc nào ở Lào Cai? Bỏ qua. Dân tộc Giấy. Khu di tích cách mạng nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên ở nông thôn tỉnh Lào Cai hiện tại nằm ở phường nào của thành phố Lào Cai? Bỏ qua. Phường Bình Minh. Ca khúc nổi tiếng viết về một loại nhạc cụ của đồng bào Mông do nhạc sĩ Phùng Chiến sáng tác có tên là gì? Kèn lá đêm trăng. Chính xác. Thị xã Sapa được thành lập vào năm nào? Bỏ qua. Năm 2020, vận động viên cử tạ Hoàng Thị Duyên đã đạt huy chương gì tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines? Huy chương vàng. Chính xác. Đỉnh núi nào cao thứ hai ở Lào Cai? Bỏ qua. Đỉnh Ngũ Trị Sơn. Ai là người được người dân Lào Cai và khán giả cả nước trìu mến gọi là vua Sáu Mông? Bỏ qua. Nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh. Tỉnh Lào Cai tái lập vào ngày tháng năm nào? Mùng 1 tháng 10 năm 1991. Chính xác. Phố Giàng là địa danh của huyện nào? Mông. Phố Giàng là địa danh của huyện nào? Bỏ qua. Bảo Yên. Ca khúc Tiếng Hát Trên Đỉnh Hoàng Liên do nhạc sĩ nào sáng tác? Ngọc Sơn. Nhạc sĩ Ngọc Quang. Vâng, như vậy là thời gian dành cho đội Fancy Punk đã hết. Và 6 câu trả lời đúng là kết quả của các bạn ở phần thi này. Xin chúc mừng các bạn. Vâng, vừa rồi chúng ta đã vừa đến với phần dự thi của các thành viên đội Fancy Punk. Và xin được hỏi các thành viên của đội Sông Hồng, các bạn đã sẵn sàng để bước vào phần thi Bạn Có Biết hay chưa? Vâng, chúng em đã sẵn sàng rồi ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình là Mai Phương, mình đến từ đội Sông Hồng. Đội của mình có tất cả là 3 thành viên. Đây là... Còn mình là Ngọc Ngà. Còn đây là thành viên nam của đội. Còn mình là Vũ Dũng. Chúng mình đến đây với một tinh thần tìm hiểu với những văn hóa, kiến thức lịch sử Lào Cai. Đội Sông Hồng là có đội, chơi có hội. Và bây giờ là thời gian 2 phút dành cho các bạn. 2 phút bắt đầu. Khô Già Già là lễ hội của dân tộc nào ở Lào Cai? Dao đỏ. Chưa chính xác, dân tộc Hà Nhì. Cây khèn, nhạc cụ truyền thống của người Mông, gồm thân khèn và 6 ống tre có độ dài ngắn lớn nhỏ khác nhau. Vậy theo truyền thuyết, 6 ống tre tượng trưng cho? 6 anh em. Chính xác. Khu căn cứ cách mạng soi giá soi cờ ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng được hình thành vào năm nào? 1947. Chưa chính xác, năm 1948. Vùng đất nào mà tên gọi của nó có nghĩa là xứ mưa? Bỏ qua. Y Tý. Tên gọi văn bản có từ bao giờ? Bỏ qua. Có từ thời nhà Trần. Ngày làm tranh thờ là của dân tộc nào?
Bỏ qua. Của dân tộc Dao Đỏ. Tre Bản Liên là đặc sản được trồng tại xã nào của huyện Bắc Hà? Bỏ qua. Tại xã Bản Liên. Tên gọi Bảo Thắng bắt nguồn từ đâu? Bỏ qua. Tên Quan Ải thời cổ. Bưởi Múc là quả đặc sản của huyện nào? Bỏ qua. Đền Phúc Khánh ở thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên thờ ai? Bỏ qua. Thờ các vị chúa bầu Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật. Địa danh nào của Lào Cai được ví là cao nguyên trắng? Bắc Hà. Chính xác. Ở Lào Cai dân tộc thiểu số nào có dân số đông nhất? Mông. Chính xác. Nghề chạm khắc bạc là nghề truyền thống của dân tộc nào ở Lào Cai? Bỏ qua. Dân tộc Dao. Trên trang phục của người Dao Đỏ màu sắc nào là chủ đạo? Màu tràm ạ. Chưa chính xác, màu đỏ. Vâng ạ, và thời gian dành cho đội Sông Hồng đã hết. Vào phần thi đầu tiên này, các bạn đã có được 4 đáp án chính xác. Xin được chúc mừng các bạn. Vâng, các bạn thân mến, và trải qua phần thi đầu tiên, số điểm của các đội như sau. Đội Phan Xipang, các bạn đã giành được số điểm là 60 điểm. Và đội Ngôi Sao Nhỏ, với 11 đáp án chính xác, các bạn đã giành được 110 điểm. Vâng, và với 4 đáp án chính xác, đội Sông Hồng giành được số điểm là 40 điểm. Không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều những phần thi ở phía sau chờ đợi và các bạn hãy cố lên để có thể giành được những số điểm thật cao của chương trình. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ 2 của chương trình, phần thi Đoán Ý Đồng Đội. Chào đón các bạn đã quay trở lại với Em Yêu Lào Cai. Các bạn thân mến, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ 2, phần thi Đoán Ý Đồng Đội. Phần thi Đoán Ý Đồng Đội. Ở phần thi này, mỗi đội cử một thành viên lên bốc thăm bộ từ khóa. Sau đó, trong thời gian 3 phút, phải diễn đạt cho các thành viên còn lại trong đội hiểu để đoán các từ khóa. Người diễn đạt từ khóa không được dùng những từ trùng lặp với từ có trong từ khóa, không được sử dụng tiếng nước ngoài hay tiếng lóng, được dùng hình thể để diễn đạt, được quyền bỏ qua từ khóa khi chưa có đáp án và có thể quay trở lại từ khóa đó. Tuy nhiên, với những từ khóa đã phạm quy thì bị bỏ qua và không được quay trở lại. Người đoán từ khóa được quyền hỏi lại, được đưa ra nhiều đáp án cho tới khi tìm được đáp án đúng. Mỗi từ khóa đoán chính xác sẽ được 10 điểm, số điểm tối đa ở phần thi này là 200 điểm. Các bạn đã nắm được luật thi của chúng tôi chưa ạ? Và ở phần thi này thì rất cần sự bình tĩnh cũng như là hiểu ý nhau giữa các thành viên trong đội. Và chúc cho các bạn sẽ đoán được thật nhiều từ khóa của chúng tôi. Và chúng ta sẽ cùng chào đón đội thi đầu tiên ở phần thi này. Vâng, và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời đại diện của đội Phan Xipang sẽ lên bốc thăm bộ từ khóa của đội mình. Các bạn thân mến, vừa rồi các thành viên của đội Phan Xipang đã bốc thăm được bộ từ khóa của mình. Và xin được hỏi các bạn đã bốc thăm được bộ từ khóa số mấy và có chủ đề là gì? Chúng em bốc thăm được bộ từ khóa số 2 với chủ đề bát sát ạ. Vâng ạ, bộ từ khóa số 2 với chủ đề bát sát. Và xin được hỏi các bạn đã sẵn sàng để đến với phần thi Đoán Ý Đồng Đội của mình hay chưa? Rồi ạ. Các bạn đã sẵn sàng và bây giờ là thời gian 3 phút dành cho đội Phan Xipang. 3 phút bắt đầu. Có 2 từ. Mông à? Đúng từ thứ 2. Còn một từ đứng trước nữa. Hơ mông à? Không. Thơ mông á? Bỏ qua. Để đèn sáng thì cần phải dùng gì? Bật. Không, dùng gì? Lửa. Đèn đường. Điện. Nước còn hay gọi là gì? Thủy. Nghép hai từ vào. Thủy điện. Chính xác.
Người ta hay trồng lúa ở đâu? Ruộng. Ba từ. Ruộng bậc thang. Chính xác. Giữa sân trường mình có gì? Cây. Cột cờ. Chính xác. Khăn quấn đầu à? Tóc. Tóc giả. Chính xác. Đây là hành động gì? Chạm. Một kim loại quý gần bằng vàng. Chạm bạc. Chính xác. Con. Hai từ. Con. Cơ thể mình được gọi là gì? Con người. Không, đúng rồi, đúng từ số 2. Người Mông. Đúng rồi. Chính xác. Chị hùng biện về nhà trình tường của người gì? Người Hà Nhì. Phạm Quy. Múa à? Múa. Cái gì đang chiếu kìa? Đèn. Kép hai từ vào. Múa đèn. Chính xác. Kết hôn, chưa đến tuổi kết hôn mà. Phạm Quy. Đội kia tên là gì? Sông Hồng. Chính xác. Vẫn còn thời gian, các bạn cố lên ạ. Nước gì hay được đóng ở trong chai? Nước suối. Không. Nước gì? Nước đóng trong chai ấy. Nước suối à? À không. Nước lọc. Không, đồng nghĩa. Đúng. Nước sợ. Bỏ qua. Và các ngày lớn thì người ta hay tổ chức cái gì? Lễ hội. Hết giờ. Qua phần theo dõi các bạn thi thì tôi thấy là các bạn ngoài sự bình tĩnh thì các bạn còn rất sáng tạo nữa. Chúng ta dùng mọi thứ có mặt ở đây, mọi thứ có trong cuộc sống để diễn tả những từ khóa của chúng ta. Và các bạn ấy đã làm rất tốt. Và 8 đáp án chính xác là kết quả của các bạn ở phần thi này. Xin chúc mừng. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta cùng với đội Phan Xipang trải qua phần thi đoàn ý đồng đội. Và đội thi nào sẽ tiếp nối ở phần thi này ngay sau đây? Chúng tôi xin được mời các thành viên của đội Sông Hồng. Và xin được hỏi các bạn đã bốc thăm được bộ từ khóa số mấy và có chủ đề là gì? Bộ từ khóa số 1 và chủ đề là dân ca, dân vũ, dân nhạc, các dân tộc. Và các bạn đã sẵn sàng để đến với phần thi đoàn ý đồng đội của đội mình hay chưa? Chúng tôi sẵn sàng rồi ạ. Vâng, các bạn ở đội Sông Hồng đã sẵn sàng và bây giờ là thời gian 3 phút dành cho đội Sông Hồng. 3 phút bắt đầu. Cái làn điệu truyền thống của Bắc Ninh. Mấy từ? Hai từ. Quan họ. Chính xác. Hai từ. Huýt sáo. Thổi sáo. Chính xác. Khen. Sáo này, violon, các thứ cái đấy gọi chung là gì? Nhạc cụ. Chính xác. Một cái nghệ thuật câu hát xưa của Việt Nam ấy. Mấy từ? Hai từ. Không phải là quan họ. Hát chèo. Chính xác. Phạm Quy. Đàn. Đàn môi. Chính xác. Có hai từ. Nói về cái điệu. Múa xòe. Chính xác. Cái được gọi là gì? Mấy từ? Hai từ.
Chị học chuyên môn gì? Văn. Rồi, đúng từ thứ hai. Hoa văn. Cái này được gọi là gì? Vùi đầu trong chăn gối mong được nói hết tâm tư. Gọi là gì? Hát. Rồi, ghép hai từ hát lại văn. Chính xác. Chính xác. Người điều khiển các con rối. Môi rối. Không, không, người điều khiển các con rối cơ. Hai từ. Hai từ. Bỏ qua. Đàn. Môn toán thì mình cần phải làm gì? Tính. Kép hai từ lại. Đàn tính. Chính xác. Thổi kèn á. Vâng, và thời gian đã hết. Vâng, các bạn ở đội Sông Hồng vừa trải qua 3 phút ở phần thi đoàn ý đồng đội. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của đội Sông Hồng. Vâng, và với những đáp án là đàn tính, múa xòe, nhạc cụ, thổi sáo, đàn môi, hát văn, quan họ là những đáp án chính xác của các bạn. Xin chúc mừng 7 đáp án chính xác ạ. Vâng, xin được chúc mừng các thành viên của đội Sông Hồng. Xin mời bạn sẽ quay trở về vị trí của mình. Vâng, như vậy là đội Sông Hồng các bạn ấy đã thể hiện xong phần đoán ý đồng đội của mình với 7 đáp án chính xác. Và không biết là đội thi cuối cùng các bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đội thi cuối cùng. Xin mời các bạn. Vâng, xin mời các thành viên của đội Ngôi Sao Nhỏ. Vâng, xin được hỏi đội Ngôi Sao Nhỏ, các bạn đã bốc thăm được bộ từ khóa số mấy và có chủ đề là gì? Đội Ngôi Sao Nhỏ bốc được bộ từ khóa số 3 và chủ đề phong tục cưới hỏi của các dân tộc. Vâng ạ, phong tục cưới hỏi của các dân tộc là bộ từ khóa mà đội Ngôi Sao Nhỏ đã bốc thăm được. Và xin được hỏi các bạn đã sẵn sàng để đến với phần thi đoàn ý đồng đội của mình hay chưa? Nhóm chúng em đã sẵn sàng ạ. Vâng, các bạn ấy đã sẵn sàng và bây giờ là thời gian 3 phút dành cho đội Ngôi Sao Nhỏ. 3 phút bắt đầu. Ăn. Ăn hỏi. Chính xác. Buộc dây. Chính xác. Trái nghĩa với từ cô. Trái nghĩa với từ cô. Chú. Cô giáo. Trái nghĩa với từ cô giáo. Thầy giáo. Đúng từ đầu tiên. Đây là một hành động. Thầy cúng. Chính xác. Nói về ngày Tết thì chúng ta thường nghĩ đến từ khác nhá. Lôi. Trái nghĩa với từ lôi. Cùng nghĩa với từ lôi nhưng mà kéo. Người phụ nữ trong gia đình mà bố gọi là bố của chúng ta gọi mẹ là gì? Vợ. Kéo vợ. Chính xác. Tham trùm đầu. Chính xác. Đây là một món bánh. Phạm Quy. Bố mẹ thường đưa chúng ta đi học và đi về. Đây là một hành động. Rước dâu. Cùng nghĩa với từ rước. Đi. Cùng nghĩa với từ đón. Phạm Quy. À, nhầm.
người sống chung với bà của mình. Người sống chung với bà. Một loại một con động vật bay xung quanh và thường bị gãy cánh. Mối. Ghép à? Ghép mối. Chính xác. Vâng, và hết giờ. Vâng ạ, những từ chính xác là những từ ông mối, ăn hỏi, buộc dây, thầy cúng, kéo vợ và khăn chùm đầu. 6 đáp án chính xác, xin được chúc mừng các bạn. Vâng, xin được chúc mừng đội ngôi sao nhỏ và xin mời bạn sẽ về vị trí của mình. Các bạn thân mến, như vậy là trải qua phần thi đoán ý đồng đội thì các thành viên của các đội, các bạn ấy đã rất sáng tạo và đã trả lời được đúng rất nhiều từ khóa của chúng tôi. Với 6 đáp án chính xác, xin được chúc mừng đội ngôi sao nhỏ, các bạn đã có được 60 điểm. Và 70 điểm là số điểm của các thành viên đội Sông Hồng với 7 từ khóa chính xác, xin được chúc mừng các bạn. Và với 8 từ khóa chính xác, xin được chúc mừng đội Phan Xi Păng. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta được cùng với 3 đội thi trải qua phần thi thứ 2, phần thi đoàn ý đồng đội. Và các bạn ấy vẫn còn rất là nhiều, còn một nửa chặng đường nữa để thể hiện tài năng của mình, thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn của mình. Và ngay sau đây chúng tôi mời các bạn sẽ đến với phần thi thứ 3 của chương trình. Phần thi được mang tên Hợp sức tranh tài. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với phần thi thứ 3 của chương trình. Phần thi được mang tên Hợp sức tranh tài. Phần thi Hợp sức tranh tài. Ở phần thi này, mỗi đội sẽ thể hiện đoàn kết, khéo léo, nhanh nhẹn của các thành viên trong đội qua một trò chơi mà chương trình đã chuẩn bị sẵn. Thời gian dành cho mỗi đội tham gia trò chơi là 2 phút. Đội giành giải nhất sẽ được 40 điểm, nhì 30 điểm và ba là 20 điểm. Vâng, và trò chơi ngày hôm nay sẽ thử thách các bạn. Trò chơi được mang tên Khéo tay, nhanh chân. Ở trò chơi này thì lần lượt các thành viên của mỗi đội sẽ cầm chiếc vợt bóng bàn. Trên chiếc vợt sẽ để quả bóng bàn và mỗi thành viên sẽ di chuyển qua những chướng ngại vật của chương trình và thả bóng vào rổ ở đích. Một quả bóng hợp lệ sẽ không được chạm vào tay, không được rơi xuống đất. Nếu rơi xuống đất thì thành viên đó sẽ quay trở lại vạch xuất phát và thực hiện lại. Tổng thời gian cho trò chơi này là 2 phút. Sau 2 phút, đội chơi nào mang được nhiều bóng về đích của chúng tôi thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Và các bạn đã hiểu luật chơi ở phần chơi này chưa ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tham gia trò chơi Khéo tay nhanh chân của các thành viên đội Sông Hồng. Xin được hỏi các thành viên của đội Sông Hồng, các bạn đã sẵn sàng hay chưa? Các bạn đã sẵn sàng và bây giờ là thời gian 2 phút dành cho đội Sông Hồng. 2 phút bắt đầu. Chàng trai đầu tiên của đội sẽ là bạn ấy có mang được bóng về đích không ạ? Vâng, rất khéo. Quả bóng đầu tiên, chúc mừng. Các bạn sẽ di chuyển ra để cùng đứng sẵn sàng ở vạch xuất phát đi ạ. Cầm vợt sẵn đi ạ. Cầm vợt và cầm bóng sẵn đi ạ. Rồi quay lại, thành viên tiếp theo. Rồi rất nhanh, cố lên bạn ơi. Vâng, quả bóng số 2. Vẫn chưa được. Thành viên tiếp theo. Các bạn hãy nhanh, anh chúng ta có thể cầm sẵn quả bóng trên tay ạ. Vâng, các bạn ấy di chuyển rất nhanh. Rất tiếc chưa bỏ vào rổ. Cố lên bạn ơi. Vẫn chưa được. Tiếp đi ạ. Rồi bạn Nam rất khéo. Bạn Nam rất khéo, chưa một trái bóng nào bị rơi. Cố lên. Tôi tin là bạn sẽ làm được. Rồi. Bạn Nam rất khéo, tiếp tục là một quả bóng. Vâng, tiếc quá. Ơi, quả bóng thứ 2 của bạn nữ. Những giây cuối cùng, cố lên. Tiếc quá. Vâng, rất chính xác. Và ở giây cuối cùng thì bạn nam của chúng ta đã đưa được quả bóng vào rổ. Và xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của đội Sông Hồng.
Các bạn đếm cùng tôi ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vâng, 11 trái bóng. Rất xuất sắc. Và xin được chúc mừng với kết quả này của các bạn. Và còn 2 đội thi nữa. Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời các thành viên của đội Ngôi Sao Nhỏ sẽ đến với phần thi Hợp Sức Tranh Tài. Có lẽ là sau khi mà quan sát đội thi đầu tiên thì ở phần thi này các bạn cũng đã rút ra cho mình rất nhiều những kinh nghiệm đúng không ạ? Và chúc cho các bạn sẽ đưa được thật nhiều bóng vào rổ của chúng tôi. Sau đây sẽ là 2 phút dành cho đội Ngôi Sao Nhỏ. 2 phút bắt đầu. Trái bóng đầu tiên, chúc mừng các bạn. Chậm nhưng chắc. Rồi, chúc mừng bạn. Tiếp tục là một trái bóng nữa. Vâng, tốc độ đã nhanh hơn. Các bạn phải bước chân qua vòng tròn cuối cùng của chúng tôi. Phạm Quy, xin mời bạn sẽ quay trở lại vạch đích. Tiếc quá. Nhanh lên ạ. Vẫn chưa được. Rất tiếc ạ. Một chút nữa thôi là bóng đã về được đích rồi. Bạn sẽ phải bước ra hẳn ra ngoài các vòng ạ. Cố lên, cố lên. Rồi. Nhanh lên ạ. Còn 20 giây nữa. Nhanh lên, 7 giây, 6, 5, 4, 3. Rồi. Hết giờ. Các bạn thân mến, vừa rồi đội Ngôi Sao Nhỏ đã hoàn thành xong phần thi Hợp Sức Tranh Tài của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ càng hồi hộp hơn để biết rằng chúng ta đã mang được bao nhiêu trái bóng về đích đúng không nào? Xin mời Thanh Tùng. Các bạn ấy cũng rất nhanh, đưa được cũng khá là nhiều bóng về rổ của chúng tôi. Các bạn hãy đếm cùng tôi ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuy nhiên, có một trái bóng trong quá trình thực hiện của các bạn. Các bạn đã bị phạm quy và một trái bóng sẽ không được tính. Và kết quả của các bạn là 9 trái bóng đưa được về đích. Xin chúc mừng các bạn. Vừa rồi thì đội Ngôi Sao Nhỏ đã mang được 9 trái bóng về đích. Và không biết rằng đội chơi cuối cùng ở phần thi Hợp Sức Tranh Tài, đội Phan Xích Băng, các bạn sẽ mang được bao nhiêu trái bóng về đích đây? Và ngay sau đây chúng tôi xin mời các bạn sẽ đến với vạch xuất phát để chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi ở phần thi Hợp Sức Tranh Tài. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn. 2 phút bắt đầu. Rồi. Trái bóng đầu tiên. Tiếc quá. Vâng, đã có 2 trái bóng được đưa vào rổ. Bạn kia chưa được xuất phát ạ. Sau khi thành viên trở về vạch xuất phát thì mới tiếp theo ạ. Cố lên bạn ơi. Vâng, bóng đã về được rồi. Tiếc quá, trái bóng đó không được tính ạ. Chúng ta còn 50 giây, các bạn hãy nhanh lên ạ, đẩy tốc độ lên ạ.
Đi luôn ạ. Di chuyển luôn. Cố lên. Rồi. Tiếp tục. 30 giây cuối cùng. Rồi. Thành viên khác. Chúng ta còn 17 giây. Cố lên. Rồi ạ. 7. Giây cuối cùng. 6. Rồi. Tiếp tục. Không kịp. Vâng ạ, thời gian dành cho các bạn đã hết. Và các bạn có hồi hộp muốn biết rằng mình đã mang được bao nhiêu quả bóng về không ạ? Chúng ta cùng đếm ạ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Xin được chúc mừng các bạn. 11 trái bóng đưa được vào rổ. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta được cùng với 3 đội thi đến từ trường Trung học cơ sở Bình Minh trải qua phần thi hợp sức tranh tài với trò chơi khéo tay nhanh chân, và các bạn ấy đã có những giây phút sôi nổi vui vẻ, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự khéo léo của mình. Và sau phần thi này, các bạn ấy đã mang về cho đội mình được bao nhiêu điểm thì chúng ta sẽ cùng được biết ngay sau đây. Với 9 trái bóng đưa được vào rổ, xin được chúc mừng đội ngôi sao nhỏ, các bạn đã giành được 30 điểm. Vâng, và 40 điểm là số điểm dành cho hai đội Phan Xipang và Sông Hồng. Các bạn đều mang về được 11 trái bóng. Xin được chúc mừng các bạn. Và chỉ còn một phần thi nữa thôi thì chúng ta sẽ biết được đội nào sẽ là đội chiến thắng của Em Yêu Lào Cai ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cuối cùng, phần thi được mang tên Đi và Khám Phá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Em Yêu Lào Cai, và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ tư, phần thi được mang tên Đi và Khám Phá. Ở phần thi này, mỗi đội có 4 phút để thuyết trình, giới thiệu về một chủ đề liên quan đến Lào Cai. Các đội được tự do lựa chọn hình thức thể hiện, khuyến khích các hình thức sân khấu hóa có minh họa, đạo cụ, diễn xuất phù hợp. Điểm phần thi này được tính dựa trên 3 yếu tố là nội dung, hình thức và sự sáng tạo trong chuẩn bị trình diễn. Điểm tối đa của phần thi này là 60 điểm. Vâng, xin được hỏi các đội đã nắm rõ luật thi chưa ạ? Và ngay sau đây chúng tôi xin mời đội Sông Hồng sẽ đến với phần thi Đi và Khám Phá. Xin được hỏi đội Sông Hồng, các bạn đã bốc thăm được chủ đề gì? Đội Sông Hồng đã bốc thăm được chủ đề giới thiệu hiểu biết của em về Đền Bảo Hà. Và các bạn đã sẵn sàng hay chưa? Đội Sông Hồng đã sẵn sàng rồi ạ. Vâng, và bây giờ là thời gian 4 phút dành cho các bạn. Xin mời các bạn. Từ lâu, Đền Bảo Hà ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên không chỉ là một khu di tích văn hóa lịch sử mà nó còn là một địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng, hấp dẫn du khách dần gần xa đến thăm. Theo tìm hiểu thì tôi được biết Đền Bảo Hà được công nhận là khu di tích lịch sử văn hóa, được nhà nước công nhận vào tháng 11 năm 1997. Nó nằm cách thành phố Lào Cai 60 km về phía Nam và 220 km về phía Tây Nam, nằm cách Hà Nội. Về vị trí tọa lạc, ngôi đền ẩn mình giữa điệp trùng núi non hùng vĩ, án ngữ là sông Hồng, chảy đầy thơ mộng. Những buổi sương sớm đặc thù vùng cao, khi mà mặt trời dần dần hiện lên, thì đền Bảo Hà sẽ hiện ra trước mắt du khách trong phảng phất khói nhang huyền ảo. Theo nguồn sử liệu của tỉnh Lào Cai, thì đền Bảo Hà thờ vị tướng lĩnh Hoàng Bảy là một vị anh hùng đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập dân tộc của vùng đất Lào Cai. Không chỉ mang giá trị ý nghĩa về lịch sử tâm linh, thì đền Bảo Hà cho đến nay vẫn được giữ hình dạng nguyên thủy của nó tựa như ban đầu. Nó không chỉ toát lên vẻ tôn nghiêm, vẻ trang trọng nhưng mà không quá cầu kỳ, gồm cổng tam quan, tòa đại bái, phủ chúa sơn trang, cung nghị, cung cấm, cung cộng đồng, sân khách và sân đền. Đền có các lễ hội chính như là lễ thượng nguyên,
vào ngày Tết Nguyên, vào tháng Giêng âm lịch, lễ tiệc quan tuần tranh vào ngày 25 tháng 5 âm lịch, lễ dỗ ông Hoàng Bảy vào ngày 17 tháng 7 âm lịch và lễ Tết Muộn và lễ Tất Niên. Vào hàng năm khi mà dịch Covid-19 chưa bùng phát thì chỉ tính từ tháng 1, đền đã đón hàng trăm nghìn du khách đến thăm và lễ bái. Đền là địa điểm được du khách đến tham quan nhiều nhất ở huyện Bảo Yên. Cho đến nay thì đền vẫn đang trong quá trình tu sửa và kiến thiết để đón nhiều khách tham quan hơn đến du lịch và lễ tế. Cảm ơn các bạn và các quý vị đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn Đội Sông Hồng với những chia sẻ về những hiểu biết của các bạn về di tích lịch sử Đền Bảo Hà. Rất nhiều những thông tin về Đền Bảo Hà mà các bạn thí sinh Đội Sông Hồng đã cung cấp cho chúng ta. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón đội thi tiếp theo sẽ thể hiện ở phần thuyết trình Đi và Khám Phá. Xin mời các thành viên của đội Phan Xipang. Vâng, xin được hỏi các thành viên của đội Phan Xipang, các bạn đã bốc thăm được chủ đề gì? Đội chúng em bốc thăm được vì em hãy trình bày sự hiểu biết của mình về cách làm nhà chìm tường của người dân tộc Hà Nhì ạ. Và xin mời các bạn, thời gian 4 phút bắt đầu. Y Tý không chỉ hấp hồn người lữ khách bằng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn bằng những phong tục, văn hóa và những lối sống độc đáo của người dân tộc. Và khi đến với Y Tý thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của ngôi nhà chìm tường của người dân tộc Hà Nhì được ẩn hiện qua những núi rừng bao la. Để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, người Hà Nhì đã làm nhà chình tường bằng đất, và trong những ngôi nhà chình tường ấy trải qua thời gian vẫn giữ được nét văn hóa kiến trúc độc đáo của dân tộc. Hàng năm cứ sau mỗi mùa vụ, người Hà Nhì bắt đầu làm nhà mới. Sau khi chọn được mẫu đất ưng ý thì người Hà Nhì bắt đầu đào móng, chọn gạch phẳng, xếp vào khuân, nén chặt đất lại để làm nền và móng nhà. Đầu công đoạn công phu nhất đó chính là chình tường nhà, và hầu như là người đàn ông Hà Nhì nào cũng biết chình tường. Đầu tiên cho đất vào ván khuân ép chặt, mọi người dùng vồ gỗ để giã đất, sao cho đất kết dính và dính chặt lại với nhau. Làm hết lượt tường thứ nhất rồi lại tháo khuân làm đến lượt tường thứ hai, cho đến khi được 5 đến 6 lượt tường thì đó mới tạo thành một bức tường vững chắc. Và trong quá trình hoàn thiện, người ta dùng vồ gỗ để đập vào thành tường từ ở trong ra ở ngoài để tạo thành một mặt phẳng và mịn. Vẻ đẹp của những ngôi nhà chình tường được thể hiện trước hết đó chính là vẻ mặt về kiến trúc. Ngôi nhà thường làm được theo hình vuông, có bốn mái tạo thành hình chóp và không có hiên. Bộ khung của gian nhà được tạo bởi hệ thống cột và xà ngang với sự trợ lực của hệ thống tường đất dài, và mái nhà được lợp bằng danh để phù hợp với khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Ngày nay đã có rất nhiều vật liệu để thuận tiện cho việc làm nhà, nhưng tuy nhiên ở nhiều nơi một số đồng bào vẫn sử dụng cách lối kiến trúc xưa và kỹ thuật làm nhà chình tường, và những ngôi nhà làm bằng đất theo nguyên mẫu của người Hà Nhì sẽ là điều hấp dẫn khách du lịch, và đặc biệt đối với những người đam mê nhiếp ảnh về hình khối, những điểm nét riêng của ngôi nhà trình tường sẽ tuy nhỏ bé nhưng vẫn luôn ấm áp và tràn đầy niềm vui ạ. Và xin chúc mừng cho các bạn đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và chúng ta sẽ cùng chào đón đội dự thi cuối cùng. Xin được chào đón các thành viên của đội Ngôi Sao Nhỏ. Vâng, xin được hỏi đội Ngôi Sao Nhỏ, các bạn đã bốc thăm được chủ đề gì? Chủ đề của nhóm ngôi sao nhỏ là trình bày về những hiểu biết của mình về lễ cấp sắc ạ. Và bạn đã sẵn sàng để giúp cho các thành viên ở các đội còn lại có thêm những kiến thức về lễ cấp sắc của người Dao Đỏ hay chưa? Dạ, em đã sẵn sàng ạ. Vâng, bạn đã sẵn sàng, và bây giờ là thời gian 4 phút dành cho đội Ngôi Sao Nhỏ. 4 phút bắt đầu. Như chúng ta đã biết, lễ cấp sắc là một nghi lễ vô cùng độc đáo của người Dao Đỏ và đã được lưu truyền hàng ngàn đời nay. Theo quan niệm của người Dao Đỏ thì
Lễ cấp sắc là một nghi lễ không thể thiếu đối với những người đàn ông. Chỉ những người nào đã được làm lễ cấp sắc thì mới được coi là một người đàn ông trưởng thành. Người đã cấp sắc dù là trẻ con cũng đều được là được coi là người lớn và được ngồi với già làng cùng tham gia các hoạt động cúng bái hoặc giúp việc cho những thầy đang tham gia vào các hoạt động cúng bái ở gia đình cũng như xã hội. Lễ cấp sắc thường được tổ chức vào tháng 11, tháng 12 âm lịch hoặc tháng 1 năm sau. Đó là khoảng thời gian nông nhàn nhất của những người nông dân. Lễ cấp sắc thường có những điệu múa rất cổ truyền và dân gian. Trong lễ cấp sắc vô cùng quan trọng ở các bước như thầy cúng cần phải chuẩn bị tất cả đầy đủ quần áo, ghế. Những thầy cúng chuẩn bị sách cúng và chuông đi vòng quanh học trò của đi vòng quanh trò 9 đến 11 vòng nhằm mục đích vừa để ủng hộ các trò và các đền cấp sắc là luôn dẫn lối các trò, mong cho các trò luôn luôn khỏe mạnh. Sau khi những người trong bản làm lễ, họ thường mang những bánh kẹo của ngon đi chia sẻ với mọi người, cùng với đó là họ cùng chia vui với những người đã làm lễ cấp sắc. Đây là một nghi lễ vô cùng quan trọng đối với người dao đỏ. Vâng, và vẫn chưa hết thời gian, các bạn ấy đã hoàn thành xong phần thuyết trình của mình. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là đội ngôi sao nhỏ các bạn ấy sẽ giành được bao nhiêu điểm ở phần thi này, cũng như cả hai đội còn lại. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã được theo dõi phần đi và khám phá của ba đội thi. Và đây cũng là phần cuối cùng. Và sau một thời gian, ban giám khảo tổng hợp cũng như là có những đánh giá nhận xét, thì ngay sau đây chúng tôi sẽ công bố điểm. Nhưng trước khi đến với phần công bố điểm thì chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị cũng như là các đội thi một thông tin rất quan trọng mà đội ngôi sao nhỏ đã thiếu trong phần thuyết trình của mình. Một thông tin rất quan trọng trong lễ cấp sắc của người dao đỏ, đó là lễ cấp sắc sẽ có nhiều bậc. Và bậc đầu tiên là cấp 3 đèn và 36 binh mã. Bậc thứ hai là cấp 7 đèn với 72 binh mã. Bậc cuối là 12 đèn và cũng là bậc cao nhất với 120 binh mã. Các bậc như thế này sẽ thể hiện được trình độ của thầy cúng. Thầy cúng nào làm được lễ càng nhiều bậc thì thầy cúng đó sẽ càng nhận được sự tôn trọng, sự kính trọng của các thành viên ở trong làng. Các bạn đã nắm được thông tin này chưa ạ? Đây là một trong những thông tin rất cơ bản của lễ cấp sắc mà các bạn cần phải bổ sung trong bài thuyết trình của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả ở phần thi thứ tư, phần thi đi và khám phá. Vâng, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ không để các bạn phải hồi hộp. Chúng tôi sẽ công bố ngay số điểm mà các bạn đã giành được ở phần thi đi và khám phá. Đầu tiên xin được chúc mừng đội ngôi sao nhỏ, các bạn đã giành được 40 điểm. Xin được chúc mừng đội Fansipan, các bạn đã giành được 50 điểm. Và 50 điểm cũng là số điểm mà các bạn ở đội Sông Hồng đã giành được ở phần thi thứ tư. Xin được chúc mừng các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua 4 phần thi cùng với 3 đội chơi đến từ trường Trung học Cơ sở Bình Minh, thành phố Lào Cai. Và các bạn ấy đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những kiến thức và thể hiện sự hiểu biết của các bạn ấy về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, mảnh đất con người Lào Cai. Và trải qua cả 4 phần thi, bây giờ đây chúng ta đều đang rất hồi hộp để được biết rằng đội nào đã giành chiến thắng trong cuộc thi số này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả mà 3 đội đã giành được sau cả 4 phần thi. Đầu tiên, chúng tôi xin được mời đội Sông Hồng sẽ bước lên phía trước. Vâng, với số điểm, với tổng số điểm 200 điểm, các bạn đội Sông Hồng đã giành giải 3 trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các bạn. 230 điểm là số điểm mà các thành viên của đội Fansipan đã giành được và các bạn đã giành giải nhì trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các bạn. Và nhỉnh hơn 10 điểm với số điểm 240 điểm sau cả 4 phần thi. Đội ngôi sao nhỏ đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các bạn. Đây
Các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã được theo dõi phần dự thi của các bạn học sinh rất đáng yêu đến từ trường Trung học Cơ sở Bình Minh. Các bạn ấy đã mang đến một không khí vô cùng sôi động, hấp dẫn và thể hiện rất nhiều sự hiểu biết của mình ở Em Yêu Lào Cai. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!